4:40 là chúng ta học. Đây, cho nó mát này. Đấy, cho quay lấy cho nó mát. Về mang cái lọ kha mới ra quá. Cái lọ này sắp hết rồi. Nắn thế là thấy nó đỡ luôn hay là nó giảm tăng lên? Nó sẽ hay bị mỏi chứ. Vẫn mỏi. Vâng. Và nó cảm nhận là mỗi lần nắn nó cảm nhận nó thế nào. Chúng ta cũng hai năm đầu đấy. Chúng ta không đầu. Đó là cái số người tham gia đến nay khoảng trên 100 triệu. Cái này ấn đấy là không đầu. Cái số người hôm qua kia là đầu ở đây số đầu đấy. Đúng rồi. Tôi đã đứng đây để gõ. Tôi có biết cái sư dụ ca nghe được thầy không? Rồi thầy nghe thầy người. Cơ điện tệnh thì không chạy lâu lâu. Xe mà đi xe ra để ngủ lại. Giờ cái lúc kẻ thật đến đường thì xe đã thấy lạnh không đặt sư lửa và chỉ nát cho nhiều. Tôi hỏi xe có bị làm sao không? Với cho tôi hỏi thêm một ý nữa là tôi thấy xe tải ra điện bây giờ sẽ không có xe ra cơ. Nó đỡ luôn. Ừ, có trường hợp nó đau tăng lên xong nó giảm dần lên để sau khi này nó đến đây nó lên. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã hỗ trợ rất nhiều cho người lao động. Nói cho học sinh lao động rồi chứ, chắc là phải 5 giờ mới về chứ. Mà mình nghĩ ra tự dưng thì gặp chú yếu. Đây, cái này là nói chung là nó khênh mang vác nặng cái gì cái là lại dính rồi. Nó đến là nhắm. Sau khi chú đưa cho một đợt này xong là ăn món này một thịt cứ ăn đều đồ nửa lạng thịt bò xương gân bò nó chắc cơ mỗi ngày ăn nửa lạng thịt bò ăn tầm tháng như vậy bò hoặc là thịt bò hoặc là gân bò tích cực là mua chân bò gân hoặc cái chân nền ninh giống như kiểu người Thái ấy. Thế hôm nay thì thấy là có cái pha này thấy khác nhiều. Nó ăn tắc nó chèn. Xong tắt đi. Cứ để đi con. Cháu làm cháu phải lăn nhiều đấy để cho nó có phải đi đây ấy có chịu chú mỏi á chứ cháu phải để cái chân ở dưới lưng mỏi vâng chân ở dưới lưng đi cho nó đỡ đau. Nếu mà bây giờ so chỗ đấy với chỗ trên thì cho thấy chỗ trên vai ấy mỏi hơn. Chỗ đấy gần như bây giờ lại không trên vai hơn. Vai là có hai tốt. Chỗ đấy là một tốt. Trước hôm tuần trước nó bị đau ở đầu phía dưới nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì dưới đấy lại không đau. Đấy mà lại chuyển lên trên. Trên là động nó mà đau tăng lên. Có thằng là đỡ lớn luôn. Như cái lưng như thế nào đỡ luôn ấy. Cái vai cũng như nó tăng lên là Vân ơi, hai cái măng này chị này mang cho chung à? Cho chị Hạ. Hả? Chị Hạ. À ơi chị Hạ. Nó làm thế nào cứ cầm đựng vảnh như thế, nằm thế nào cho cái đầu nó nghiêng nặng nghiêng thế mặt cuộc sống nó vâng mệt quá đấy nhưng mà mỏi đấy cho đấy chứ quá kiểm tra hết rồi là mình biết thấy được cái trạng nặng hơn.
con gà xong là tí nữa vào là quay ra đây à hay là mang đi luôn? Tí nữa con đi đón cháu về con đi lấy. Bố cháu ra nhưng mà nó không đúng, không đúng, nó không đúng về, nó lạnh. Không còn chưa bố cháu ấy cháu cũng chưa nữa. Còn cái chưa nắn, phải dây trước rồi nắn sau. Tí nó nào mới nắn. Bây giờ đang dây. Đang dây đó, nó nghẹn thế nào để cho nó không thoáng, nó sau nó mới nắn. Bố cháu nắn. Đây của cháu này mất ngón. Bây giờ những cái bộ cảm nhận nó phải sao nó sống cảm mình có bao nhiêu đốt sống rừng? 26 đốt sống rừng, 7 đốt sống cỏ. 33 bố đang đi sử dụng rồi. Sao?